Rồi, xin chào bạn. Thì trong video trước mình nói trên tay cho bạn xem về cái chiếc Acer Astrid với 15 inch Black Edition này rồi ha. Thì trong cái video này mình sẽ chơi một số những cái tựa game offline nặng để xem coi là cái chiếc máy này nó chơi game tới đâu. Bởi vì là cái cấu hình của nó mang lại cũng rất là khủng ha, với chip series là Intel Core i7 7700HQ, nó có 16GB RAM cũng như là có chiếc card GTX 1060 6GB. Ok. Thì hiện tại là cái phòng mình á là không có mở điều hòa, cũng như là mình bật cái chế độ là Cooler Boost lên là mức cao nhất để cho cái quạt nó quay mạnh mạnh nhất luôn, để mà xem coi là cái tản nhiệt có tới đâu. Đồng thời thì bạn thấy là mình đang chơi cái game đầu tiên, đó là game The Witcher 3 ha, một cái game rất là đồ họa rất là nặng. Rồi thì hiện tại là nhiệt độ của CPU đang nhảy ở mức là 88 86, mình thấy không, đang nhảy đây ha. Tiếp theo là nhiệt độ của GPU đang mức là 65 độ C. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào cái mục option, sau đó mình sẽ vào cái mục là video và vào cái mục graphic để cho bạn xem. Thì hiện tại là mình thiết lập ở mức là hai trước đi ha. Sau đó mình sẽ thiết lập, mình sẽ tắt cái vi sinh đi. Đó, mình để thiết lập là cái khung hình đó là unlimited luôn. Ok, mình sẽ thoát ra ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào game để xem coi là nó sẽ chơi như thế nào. Ok luôn. Rồi, ok. Thì mình sẽ thấy là đây là cái phần nhiệt độ của máy đang hiện lên đây nè. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào game ha. Thì mình cũng sẽ thiết lập mức âm thanh là mức cao nhất để cho bạn xem coi là cái chất lượng loa ngoài của nó như thế nào ha. Bởi vì là cái máy này được trang bị tới 4 loa ở hai bên. Ok, mình sẽ bắt đầu. Let's go. Time to go. Đấy. Qua nhanh đi. Một xíu. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vào game. Thì chỉnh sáng là xíu ha. Đấy. Thì hiện tại mình thấy là cái khung hình ở mức là trên 50 frame mà ha. Đó, trên 50 frame luôn. Ok, nói chung là dưới 60 frame đó. Đây là cái khung hình của nó ha. Đây. Not bad. Rồi. Thì phải nói là cái màn hình hiển thị trên cái chiếc Acer này cực kỳ tuyệt vời, mình đánh giá rất là cao về cái chất lượng màu sắc trên cái chiếc máy này, cũng như là về cái chất lượng âm thanh loa ngoài của nó là cực kỳ chắc, nghe mặc dù mình mở maximum luôn nhưng mà nghe rất là rõ, không hề có hiện tượng rè. Mình thấy không, đây là khung cảnh của nó nè, nó rất là tuyệt vời luôn. Thì hiện tại nhiệt độ của CPU đang mức là khoảng gần 90 độ C và nhiệt độ của GPU đang mức là 85 độ C, một nhiệt độ rất là cao các bạn ha. Nó mặc dù mình đã bật cái Cooler Boost lên là mức cao nhất rồi. Thì cái nhược điểm của cái máy này là nó không cho phép bạn có thể thay đổi được cái tốc độ quạt quay như là trên những dòng máy của khác, những dòng máy của Asus hay là của MSI, mà mình có thể bật tắt mà thôi, cho nên là bạn sẽ không biết là cái tốc độ quạt quay là bao nhiêu đó. Nhưng mà mình thấy là cái khả năng mà quay quạt ở tốc độ cao đó, nó không ồn rồi. Ok ha, bây giờ như vậy là mình thấy là mức 2. Bây giờ mình sẽ thử chuyển sang ở mức là Ultra luôn để xem coi là cái khung hình nó như thế nào. Mình sẽ vào graphic ha, mà mình Ultra ở đây đó, rồi mình sẽ thoát ra ngoài, mình sẽ lưu lại. Đó. Mình xong. Thì sau khi mình chuyển qua mức Ultra thì bạn thấy là cái hiện tượng nó bị giật rất là rõ luôn. Nó xuống còn có khoảng là 35 frame mà thôi. Là như thế này ha. Trên 35 frame. Rồi, let's go. Đó, thấy không? Nó hiện tượng giật rất là rõ luôn. Và nhiệt độ của CPU đang mức là 84, 90, 98. Wow. Và nhiệt độ của GPU đang mức là 86 độ C. Như vậy là có thể nói là cái khả năng tản nhiệt của chiếc Acer này phải xem lại. Đó. Đây, thấy không? Nó nhảy nè. Rồi. Mình không hề mở điều hòa bằng ha. Đó, mình thấy cái thông số là nhảy không? Đấy, cực kỳ rồi đây. Thì đó là về cái tựa game của Witcher 3 trên chiếc Acer này. Và tựa game cuối cùng mình muốn test cho bạn xem đó là cái tựa game GTA 5 ha. Thì hiện tại mình đang cho bạn xem cái mục cài đặt trong cái mục graphic. Thì mình thấy là bạn thấy là nó đã được thiết lập mức là cao nhất toàn bộ luôn. Đó, mình sẽ cho bạn xem chi tiết luôn ha. Đây. Đấy, mình sẽ cho bạn xem sơ qua cái thiết lập của mình là mức là cao nhất. Thì mình sẽ nét bạn xem ha, cho đó. Đó. Đây. Là mức là cao nhất cũng như là cho một chiều dọn cao hơn như thế này. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thoát game ra cho bạn xem coi là nó chơi như thế nào. Thì hiện tại mình thấy nhiệt độ của CPU đang mức là 88 độ C và nhiệt độ của GPU đang mức là 85 độ C. Thì hồi nãy mình có nói là cái quạt á, nó không có quá ồn. Thì bây giờ mình thấy là hiện tại quạt quay là cũng khá ồn xíu thôi nha. Tại vì do hồi nãy cái game á, nó hơi ồn cho nên mình không nghe rõ. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu.
Rồi. Hiện tại của mình ở mức là 120 frame. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Để coi em này chơi thế nào đây. Đấy. Chơi rất mượt các bạn. Đó, GTA 5 là chiến game là mượt mà ở mức là có hình cao nhất luôn. Đấy. Wow, mình sẽ chuyển thành lớn luôn, mình quên nữa. Hey, nghe cực kỳ đã luôn. Right. Chết rồi. Rồi, như vậy là bạn thấy rõ ràng là cái game GTA 5 á, cái Acer này chơi vừa nó mượt mà luôn. Ok ha. Như vậy là mình đã test xong về cái hiệu năng cho bạn xem rồi ha. Thì có thể nói là cái chiếc V15 Pro Black Edition này á, thì nó chơi những cái game offline rất là tốt luôn. Chẳng hạn như là cái game The Witcher 3 hồi nãy á, thì mình chơi ở mức là 2 á, thì nó gần gần 60 frame. Còn với những tựa game như là GTA 5 á, thì gọi là chơi max setting luôn ha. Chỉnh mức cao nhất chơi rất mượt mà. Còn những tựa game như là Overwatch nè, hay là LOL, hay là Dota 2 gì đó thì cán hết, chung là tuyệt vời. Tuy nhiên thì cái điểm chết người của chiếc Acer này đó chính là về nhiệt độ. Thì mặc dù là Acer đã cải tiến về cái vấn đề là quạt là bằng kim loại nè, có công nghệ Coolboost nè, nhưng mà cái chất lượng mà tản nhiệt đó, nó vẫn chưa có hiệu quả. Bằng chứng là mình thấy là nãy nhiệt độ nó tỏa ra thì nó trên 90 độ luôn, cực kỳ là khủng khiếp. Thì đây là cái khu vực nóng nhất bạn ha, đây đây chính là cái khu vực nóng nhất. Thì Acer đã làm một cái dây đèn đỏ đây ha, chắc là ám chỉ là đây là cái nơi mà nóng nhất nè, đó mình nghĩ là vậy. Rồi thì nếu bạn nào mà muốn chơi tốt cái game này á, để mà giải quyết vấn đề về nhiệt độ á, một là bạn nên sắm cho mình một cái đế tăng nhiệt rời, hai là bạn nên chơi trong phòng điều hòa ha, thì như vậy thì nhiệt độ nó sẽ gọi là cải thiện hơn phần nào. Rồi thì bạn nào có ý kiến gì về cái chế máy này nè, về hiệu năng, về nhiệt độ hay là những cái yếu tố gì khác á, thì bạn có thể comment bên dưới video bạn ha. Rồi xin chào các bạn.